Hương Nhiên, một buổi sáng tinh mơ. Hôm nay em lại giới thiệu với toàn thể các bác cái mẫu sản phẩm củ noa rời. Củ noa này là củ noa bát 30 các bác nhé, chuyên dùng cho các bác lắp vào noa siêu trầm. Các bác chơi noa siêu trầm công suất khoảng tầm từ 250 đến 500W thì các bác chơi con này là được, hợp lý. Ở đây là củ bát đến từ công ty HQ, có mã là HQ301. Con này thì như bên công ty thì họ sẽ dán một cái tem đâu đó xung quanh đây này, chỉ ghi là 8 ohm và 20W, 20W. Nhưng thực tế ghi thế thì kiểu là ghi theo kiểu trốn thuế, bởi vì mức tiêu thụ điện áp hay là tiêu thụ công suất càng lớn ý, thì thuế nó phải chịu là càng nhiều. Và theo như cái công thức tính trên hiện tại với các cái loa gọi là loa midram côn, mà đã gọi là côn 51, thì công suất nó dao động từ khoảng tầm 250 đến 400W tùy từng loại củ noa các bác nhá. Và với các cái dòng củ noa súp như con này, côn 51 nhưng cuốn nó dây nó to hơn là cái côn côn 51, cái loại dây phổ thông ấy. Ví dụ côn 51 của noa súp thì dây cuốn bao giờ nó sẽ lớn hơn là côn 51 của cái dòng noa full ram hoặc là noa mid ram. Với các cái dòng noa full ram thì nó yêu cầu là cái độ nhạy phải gọi là khá là cao, dao động từ khoảng từ 96 đến 98 dB. Và củ noa bát súp này thì có độ nhạy là 92 dB các bác nhá. 92 dB. Công suất khởi chạy là 250W và công suất chương trình là 500W. Nhưng công suất peak chỉ được có 800W thôi. Nó là thế. Nó không phải là theo cấp độ mũ nhân như các dòng loa khác. Con này thì nó đánh chỉ đến thế thôi. Nếu mà đánh lớn quá thì nó sẽ không kêu nữa. Và các bác nhìn đây, các bác cũng thấy luôn là con này là sử dụng hai cụ nam châm dính liền. Hai cụ nam châm dính liền. Đây là côn con này thì nó sẽ gọi là côn theo dạng ống dài. Gân vải là gân này là gân cao su và được khâu chỉ đỏ. Màng được tráng keo chống nước. Nắp chắn bụi rất là to. Củ bát này thì bên em đang bán với mức giá cực đẹp cho các bác. Chỉ có mức giá là 550.000 một củ chưa ship, và 600.000 này em bao ship cho các bác. 600.000 là bao ship cho các bác. Bát này là bát HQ, bát của Việt Nam chứ không phải là bát nhập Trung Quốc đâu nhá. Bát này bát Việt Nam, em nói luôn đấy. Còn anh em nào có chê có trách hay có mắng thì cũng tùy nhá, bởi vì bây giờ buôn thật bán thật chứ không có buôn điều bán điều được. Đấy, về đây là tổng quan cái loa bát súp này. Và trong clip lần sau thì em sẽ lắp thử những cái thùng vào những cái củ loa này để các bác cùng nghe xem là cái đường độ âm thanh của nó đánh ra nào. Con này các bác chơi ở trong gia đình thì gọi là đủ nghe thôi nhé, bởi vì độ nhạy nó có 92 dB. Nếu như các bác lắp hai củ loa này trên một thân thùng thì là độ nhạy của nó sẽ là 95 dB, và bốn củ loa trên một thân thùng thì nó sẽ là 98 dB. Đấy các bác nhé, các bác cứ tính theo cấp độ nhân đôi thì cộng 3 dB. Đấy, nhân đôi công suất nữa thì cộng 3 dB. Đấy. Đó. Bát 30. Khung xương là khung xương sắt. Đấy. Thép từ là 7 màu. Thép từ 7 màu nhìn trông nó rất là sang xịn. Hưng Yên, một buổi sáng có nắng nhưng mà chưa có gió. Đấy. Đây nha, côn 51 nha. Dâu là dâu bạc. Thôi rồi, ok, giới thiệu củ noa thì cũng giới thiệu thế thôi các bác ạ. Có mỗi củ noa bát thôi, thần thánh quá. Các bác mua về xong các bác chả may mà đánh nhỡ tay cái em mang tiếng nha. Thì hôm nay thì em giới thiệu qua cho các bác nhé. Nên là các bác nào có quan tâm đến cái sản phẩm của noa bát này thì nên trực tiếp 600 bao ship. Tiền ship con này nhẹ thôi mà, đã chỉ mấy chục nghìn thôi. Đấy. Rất là to, cực kỳ là hoành tráng, nhưng mà ship nó chỉ mấy chục thôi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong cái clip lần sau. Có gì hay em sẽ tiếp tục quay và giới thiệu cho các bác cùng xem.